Nhiều người quan niệm thịt bò bổ dưỡng và rất tốt cho cơ thể, nên có thể ăn thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Theo các nghiên cứu, thịt bò giàu chất sắt hơn hẳn các thực phẩm khác. Trong 87g thịt bò nạc, cung cấp 2-3mg sắt. Sắt rất có lợi cho sức khỏe, bởi nó vận chuyển oxy tới cơ bắp thông qua các tế bào máu đỏ, giúp cho cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sắt còn có tác dụng to lớn đối với sự hoạt động của gan. Nguyên tố này thúc đẩy gan làm việc tốt và hiệu quả hơn, ngay cả khi gan làm việc nhiều vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu ăn quá nhiều thịt bò cũng có thể dẫn đến nhiều hệ lụy không tốt cho sức khỏe. Vậy ăn nhiều thịt bò tác hại gì? Hãy cùng Sống Khỏe quanh ta tìm hiểu ngay sau đây. Gây ra bệnh tim mạch. Các nhà khoa học đã từng chứng minh mối liên hệ giữa thịt đỏ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch cho người ăn nếu người đó tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ. Khi thịt bò được tiêu hóa trong dạ dày, các vi khuẩn đường ruột sẽ tạo ra hợp chất có tên là carnitin. Chất này sẽ gây nên chứng xơ vỡ động mạch, từ đó có tác động rất xấu đến hệ thống tim mạch của con người, làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Thịt đỏ và mối liên hệ với căn bệnh ung thư từ lâu đã được nhắc đến. Những nghiên cứu cụ thể đã cho thấy thịt bò có khả năng gây ra bệnh ung thư ruột kết. Một nghiên cứu của Mỹ áp dụng trên gần 150.000 người cũng cho thấy ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Nếu bạn ăn quá nhiều thịt bò, bạn sẽ bị thừa sắt bởi trong thịt bò có rất nhiều chất sắt. Nếu như bình thường, chất sắt rất có lợi cho sức khỏe, tốt cho máu, hệ tim mạch và sự phát triển trí não. Tuy nhiên, nếu thừa sắt, các protein có trong não có thể phá vỡ các tế bào thần kinh và tiêu diệt chúng. Đây chính là căn nguyên của bệnh Alzheimer. Làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Trong thịt bò có chứa nhiều chất béo bão hòa, một loại chất béo xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ khuyến cáo nên hạn chế hấp thụ chất béo bão hòa, không để hàm lượng này vượt quá 7% tổng số calo tiêu thụ hàng ngày. Họ cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng gây bệnh tiểu đường. Ăn thịt bò tái hoặc sống có thể mắc bệnh sán lá gan. Loại sán này thường ký sinh ở gan và đường mật của những động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê. Ngoài ra, đối với những người mắc bệnh sau, không nên ăn nhiều thịt bò dù bất cứ thời điểm nào. Do có thành phần đạm cao, nên người mắc bệnh gút, cao huyết áp, tim mạch, mỡ máu cao, không nên ăn thịt bò. Người bị mỡ máu cao, ăn thịt bò nhiều có hại, bởi trong thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa. Vậy đối với người bình thường, ăn bao nhiêu thịt bò là đủ? Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, ăn một lượng thịt bò vừa đủ là từ 300-500g một tuần. Nếu ăn khoảng 100g một ngày, có thể sẽ đứng trước nguy cơ mắc những căn bệnh như tiểu đường, Alzheimer. Thay vì ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò, người dân nên ăn nhiều cá và thịt gia cầm.